Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Phạm Minh Chính bỏ đói dần, dồn tiền cho tỉnh nhà xây tượng đài. Tình trạng chính quyền địa phương dùng tiền ngân sách để xây dựng tượng đài vô ích đã trở thành ung nhọt nhức nhối trong chế độ cộng sản này. Đây là một thực trạng thối nát của chính quyền mà người dân Việt Nam đành phải bất lực. Ở đất nước này, đảng phải luôn đúng, hễ người dân lên tiếng phản đối việc làm sai trái của chính quyền thì bị quy kết là phản động, là chống phá. Chính vì thế, người dân không dám lên tiếng, mà dân không dám lên tiếng thì chính quyền ngày một lộng hành hơn. Tượng đài nghìn tỷ, cổng trăm tỷ rất vô nghĩa, cứ được xây dựng trong khi lúc đó người dân Việt Nam đang phải gánh vác sự đói nghèo và khó khăn muôn vàn vì đại dịch Covid. Trẻ em miền núi thì phải bỏ học, trường, trại, đường xá cho dân thì không xây, bệnh viện cho dân thì thiếu, y tế cho dân cũng hoàn toàn lạc hậu và đắt đỏ. Có thể nói không nơi nào trên thế giới mà người dân chịu cảnh khổ cực như người dân Việt Nam. Vậy mà bao nhiêu tiền chính quyền này cũng muốn đổ vào những dự án vô nghĩa như vậy. Đây là hình ảnh đại dịch Covid-19, người dân phải tự cứu lẫn nhau. Phạm Minh Chính mới lại làm thủ tướng, tưởng rằng ông ta làm khác Nguyễn Xuân Phúc, nhưng không, ông ta cũng hành động y hệt như vậy. Hiện nay người dân trong cả nước bị giãn cách xã hội, kinh tế, gia đình và các doanh nghiệp khốn đốn. Người dân đã phải tự cứu nhau, từng bọc gạo, từng hộp cơm, để những người gặp khó khăn vượt qua cơn đói. Ấy vậy mà, ngay tại quê hương của ông Phạm Minh Chính, lại cho xây dựng tượng đài hàng trăm tỷ đồng. Đây là một hành động không những vô trách nhiệm mà còn rất ác với dân. Tha tiền bạc đổ vào những công trình vô nghĩa chứ không thể dùng nó để hỗ trợ cho người dân. Đó dường như là quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Tượng đài chỉ là những cục đá thô thiển. Tại các nước trên thế giới, tượng đài được xây dựng hàng trăm năm với kích thước nhỏ gọn mà mang tính nghệ thuật cao. Còn tượng đài ở Việt Nam, nó là những công trình đồ sộ tốn kém và rất thiếu thẩm mỹ. Vậy mà nó vẫn cứ được dựng lên khắp nơi trong cả nước, ngay cả khi đại dịch đang đói kém. Có thể nói, chính những tượng đài vô nghĩa đó được cướp lấy chén cơm của người dân. Tỉnh nghèo nhưng hoang phí. Thanh Hóa là tỉnh nghèo, nhận nhiều tiền cứu trợ từ ngân sách trung ương. Vậy mà tỉnh này lại dự tính quý 3 năm 2021 khởi công xây dựng tượng đài con tàu tập kết tại Thanh Hóa. Được biết, Thanh Hóa là quê hương của ông Phạm Minh Chính. Ai đã chi ngân sách trung ương để hỗ trợ ngân sách tỉnh hàng năm nhiều như vậy? Là chính phủ chứ không phải là ai khác. Ông Phạm Minh Chính đã ký quyết định phân bổ ngân sách về địa phương, tỉnh nhà mà ông lại để tỉnh này xây tượng đài trăm tỷ. Thì chẳng khác nào ông Phạm Minh Chính đã bỏ đói người dân để dành tiền xây nên những thứ tượng đài vô dụng. Đấy là đầu óc của địa phương của ông thủ tướng. Đất nước được điều hành dưới bàn tay của ông thủ tướng như vậy thì đất nước này khó mà khá lên được. Đây là hình ảnh tỉnh Thanh Hóa xây tượng đài hàng trăm tỷ vô nghĩa giữa đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Bao biện cho thói hoang phí xem thường dân như thế này, ông phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã nói rằng tượng đài con tàu tập kết không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa mà còn giúp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết, ý chí dân tộc. Thực chất đây không phải là ý chí dân tộc nào cả, mà nó là vết nhơ của lịch sử. Không người Việt Nam nào chấp nhận nó cả. Mỗi lần tỉnh đào nó có ông thủ tướng hay ông tổng bí thư thì y như rằng tỉnh đó được ưu ái như con cưng, được trung ương rót tiền về xây dựng, mà trong đó hầu hết là những công trình vô nghĩa, lãng phí, chứ không phải là công trình dân sinh mà người dân đang rất cần. Dự án thai nghén từ năm 2015, khi đó ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu lưu niệm đồng bào cán bộ chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại phường Quảng Tiến với tổng mức đầu tư hơn 290 tỷ đồng. Diện tích quy hoạch cho dự án này là 38 hectare. Dự án muốn một số tiền rất lớn trong khi tỉnh này phải ăn mày trung ương. Và phải chăng dư luận cho rằng ông Phạm Minh Chính là kẻ cơ hội chính trị? Ông Phạm Minh Chính lên làm thủ tướng nhờ mối quan hệ thân thuộc với Bắc Kinh, thời làm bí thư tỉnh Quảng Ninh.
ông Chính được đánh giá là kẻ cơ hội bậc nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam ca tụng ông Chính bởi vì nền kinh tế Quảng Ninh khởi sắc. Tuy nhiên, cái khởi sắc ấy là nhờ mở toang cửa mời Trung Quốc vào đầu tư. Không những đầu tư ồ ạt vào Vân Đồn mà còn đầu tư vào nhiều nơi khác. Trong khi cả thế giới muốn thoát Trung Quốc, thì ông Chính đã đưa tỉnh Quảng Ninh phụ thuộc vào Trung Quốc nhiều hơn nữa. Và để chuẩn bị cho chiếc ghế thủ tướng của mình, ngoài mối quan hệ ngoại bang, ông Chính còn đánh bóng tên tuổi để lấy tiếng nhằm che lấp vết đen lịch chính trị về sự nghiệp của ông. Theo báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Phạm Minh Chính có kinh nghiệm và bản lĩnh đi lên từ một cán bộ nghiên cứu khoa học và kỹ thuật kinh tế của Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an Việt Nam. Làm ở ngành công an và nghiên cứu kinh tế, điều đó có ý nghĩa gì? Nó cho thấy nghiên cứu của ông ta vô dụng trong thời điểm đó. Tuy nhiên, khi ông Chính được bộ điều về Quảng Ninh, thì ông lại nắm kinh tế tỉnh. Mặc dù kinh tế của Quảng Ninh đi lên là nhờ những con số do doanh nghiệp Trung Quốc đóng góp, chứ chẳng phải do tài năng điều hành tỉnh hiệu quả. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính. Ông Vương Đình Huệ là một trong những lãnh đạo mạnh về kinh tế, ngân sách, tiền tệ, tài chính, kiểm toán của Việt Nam. Tuy nhiên, ông Huệ không thể cạnh tranh nổi với ông Phạm Minh Chính ở chiếc ghế Thủ tướng Chính phủ. Nguyên nhân được đánh giá là do mối quan hệ của ông Chính đặc biệt hơn ông Vương Đình Huệ. Ông Phạm Minh Chính đã cho thấy ông rất có đầu óc địa phương ngay khi mới làm Thủ tướng. Nếu là con người công minh biết vì cuộc sống của người dân, thì ông Chính đã ngăn cản tỉnh nhà xây dựng tượng đài vô ích giữa lúc này. Khi đảm trách vị trí trưởng ban tổ chức Trung ương, ông Phạm Minh Chính luôn kiên định lập trường xây dựng chỉnh đốn đảng, một chức vụ có rất nhiều quyền lực. Thế nhưng vào năm 2015, khi mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định xây dựng tượng đài 100 tỷ, ông Phạm Minh Chính không hề chỉnh đốn những việc làm lãng phí của chính quyền tuyển nhà. Mạng xã hội là tiếng nói của những người dân cả nước cũng đã lên tiếng về vấn đề lãng phí tiền bạc của dân trong lúc này. Tuy nhiên, sẽ không ai có thể lay chuyển được ông Phạm Minh Chính, bởi vì quyền lực của ông rất lớn. Những ưu ái của Trung ương dành cho tỉnh Thanh Hóa chắc chắn không tỉnh nào có thể bì được trong nhiệm kỳ của ông. Một ông thủ tướng do đảng đưa lên sẽ không thể vì dân mà hành động. Họ chỉ có thể vì đảng mà thôi. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam có rất nhiều nhóm lợi ích, và mỗi nhóm lợi ích như vậy bao che cho nhau, rót bổng lộc cho nhau. Đó là thực tế bên trong của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và tượng đài thì khắp nơi nơi cả nước. Thực tế chuyện tượng đài không phải tỉnh mới xây mà cả huyện cũng xây. Có huyện được hỗ trợ giảm nghèo nhưng vẫn bỏ tiền tỷ xây tượng đài, rồi chưa có đủ kinh phí nên để kéo dài. Có huyện nợ người dân và doanh nghiệp 50 tỷ do chi tiêu quá đà và sai nguyên tắc nhưng vẫn đề xuất xây tượng đài tới 29 tỷ. Có huyện nghèo xây tượng đài tới gần 50 tỷ đồng. Cũng nên hiểu rằng cho dù miếng bánh ngân sách đó là của Trung ương chia cho địa phương thì cũng là mồ hôi nước mắt của nhân dân cả nước mà có. Rồi thì dù là có tiền vận động qua kênh xã hội hóa chăng nữa cũng như vậy. Tất cả cũng đều từ nhân dân mà ra. Tượng đài hay cổng chào hay gì đi nữa, nếu địa phương muốn làm thì nên bằng tiền đóng góp tự nguyện của người dân trong địa phương là chính, và cũng phải quyên góp sau nhiều năm chứ không nên dồn dập quá, dân chịu sao nổi, nhất là khi cuộc sống đang hết sức khó khăn trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán này. Đây là hình ảnh tượng đài vô giá trị khắp nơi tại Việt Nam. Việc làm tượng đài hoành tráng liệu có nên không khi người dân địa phương vẫn chưa thoát được cảnh nghèo, vẫn phải trông chờ ngân sách Trung ương hỗ trợ mỗi năm đến cả gạo ăn thì vui nỗi gì? Thời của Đảng Cộng sản Việt Nam nó là như vậy, tượng đài khắp nơi nhưng dân đói khổ, bởi Đảng Cộng sản Việt Nam được sinh ra không phải lo cho dân ấm no mà chỉ lo cho họ. Còn đảng thì chuyện này mãi cứ như thế diễn ra, không thể nào dừng được. Đất nước này lắm kẻ tham lam, lắm quan chức hoang phí, lắm người không có trái tim. Và với ông Phạm Minh Chính, cho dù ông không phải là người duyệt chi ngân sách cho tượng đài, nhưng với quyền lực to lớn trong tay mà ông không ngăn chặn nó, thì ông với những người xây dựng tượng đài là cá mè một lứa mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 23 tháng 6 năm 2021 với bản tin Phạm Minh Chính bỏ dân đói, dồn tiền cho tỉnh nhà xây tượng đài.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.